Trời, sao mà không nghe máy vậy anh? Lấy điện thoại di động gọi cũng không nghe, rồi điện thoại bàn gọi cũng không nghe, hai ba máy gọi cũng không nghe. Sao kỳ vậy nè? Có chuyện gì thì phải nghe máy giùm em chứ, bực ghê vậy hả? Làm người ta lo lắng vậy đó. Tức gì đâu. Con Dạ. không gọi điện thoại được cho thằng Đặng hả? Gọi hoài không chịu nghe máy, giờ làm sao má? Chắc lẽ nó đang chạy xe. Chạy xe cái gì? Chạy xe thì cũng phải nghe máy chứ. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây? Lo quá trời quá đất hả? Gọi nữa cũng không chịu nghe nữa. Có reo mà không nghe. Bực bội ghê gì à. Từ từ đi. Má ơi gọi lại rồi Gọi nè. nào cái mà chi cái mà bình tĩnh gì cũng rối lên. Anh hả? Sao em gọi điện thoại hoài không chịu nghe vậy? Thấy điện thoại di động không nghe thì điện thoại nhà phải nghe chứ. Có chuyện gì gia đình cũng phải biết mà nghe máy chứ. Kỳ cục ghê vậy đó, làm em lo muốn chết nãy giờ. Lỡ anh có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hả? Dạ, tôi anh là ai? Anh là ai trong phòng cấp cứu hả? Anh nói cái gì? Chủ nhân điện thoại này là tên Nguyễn Hữu Đặng hả? Đúng rồi, đúng rồi, tôi đang gọi cho người đó là chồng tôi mà. Sao sao nói nhanh lên giùm tôi đi. Bây giờ là nguy kịch lắm hả? Ở trong bệnh viện phòng cấp cứu. Nhưng mà bệnh viện nào anh nói đi, để tôi vô bệnh viện liền. Anh ơi, anh nói giùm tôi đi, bệnh viện nào? Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đi taxi tới đó liền. Anh coi địa chỉ, anh nhắn liền giùm tôi nha. Nhắn liền địa chỉ giùm tôi nha. Má, bây giờ sao? Anh Đặng đó bị tai nạn rồi. Tí ơi, tí đừng có giận nữa. Tí ăn miếng cháo đi tí. Tao không ăn. Tí thương con, tí ăn miếng cháo đi. Con nấu nãy giờ rồi, con đút tí nha tí. Thưa con bất hiếu. Con nấu cháo cho tí, tí chửi con bất hiếu là sao tí? Tí không có chửi mày. Tao không ăn mà. Tức thiệt á. Con không hiểu sao ông làm vậy. Ai gọi giờ này không biết nữa. Tí ơi, chị Phụng chị gọi nè tí. Chắc là tao đánh thằng chồng nó. Bây giờ nó gọi xuống để nó năn nỉ tao rằng nó bán đất á chứ gì. Tao không có nghe đâu. Vậy con cúp máy nha tí. Mày nghe đi. Mấy cái chuyện khó khăn là tí bác xe qua cho con vậy. Con nghe lời tía đó. Alo. Tôi thế nè, tía nói là tía không muốn nghe. Chị có nói gì nói với tôi truyền lời. Có gì thì nói lẹ đi. Cái gì mà cái gì? Rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ truyền lời với tía nha. Rồi. Cái gì vậy? Làm gì mày hết hồn vậy? Nó chửi mày hả? Đưa đây, điện thoại nó lại đi. Tao chửi nó tắt bếp cho mày coi. Không được, tí ơi, tí đừng có nghe. Kinh khủng lắm tí ơi. Làm gì kinh khủng? Nó rủa xả mày hả? Đưa đây. Mày đưa đây, tao rủa nó lại cho mày coi. Không được tí ơi. Con nói cái này. Tí bình tĩnh nghe con nói nha tí. Tao làm gì không bình tĩnh? Tí đừng có ngất xỉu nha tí. Tao cứng rắn dễ gì mà xỉu. Cái thứ đó hả? Tao hốt hát một. Tí đừng có rủa anh Đặng nữa tí ơi. Tao rủa nó là nó chỉ có đường chui xuống đất thôi. Tí ơi, chị Phụng gọi điện nói anh Đặng anh bị tí đánh xong anh đi về Sài Gòn, anh bị tông xe, bây giờ anh nằm trong bệnh viện nguy kịch rồi kìa tí. Mày nói gì? Anh bị tông xe nguy kịch rồi tí. Thằng Đặng bị đụng xe hả? Dạ. Con tôi tí, con tôi tí ơi, tí chờ con tí ơi, tí cẩn thận tí ơi.
It's exciting after graduation. That's right. Yeah. No, you are an excellent student. I hope you use all of the success factors in Vietnam. Take care of yourself. Yeah, I visit Vietnam when I have my friend. See you later. Take care, man. Thank you. Good luck. See you later. Take care of yourself, cool. Yeah. Bye. Dạ, em chào mọi người. Hello. Hello. Hi. How are you? Fine, thanks. Em tính đi du lịch hả? Trời ơi, đâu có. Em quyết định theo anh về Việt Nam. Cái gì? Em về Việt Nam làm gì? Trời ơi, em xác định anh là mục tiêu lớn của đời em. Anh là mục tiêu lớn của đời em hả? Chỉ trong một đêm mà em xác định anh là mục tiêu lớn của đời em. Có nói là em ràng buộc gì anh đâu. Mặc dù mình ngủ với nhau thì em cũng biết là thôi, em nói nhỏ thôi. Ngủ với nhau mà em nói sợm vậy? Em muốn người ta nghe hả? Trời ơi, anh sống ở nước ngoài mà anh còn sợ người ta cười nữa. Thôi, anh không tranh luận với em nữa. Ok. Nhưng mà nói chung thì em về Việt Nam cũng được. Nhưng mà câu chuyện học hành của em, bà mẹ của em thì sao? Họ có đồng ý không? Trời ơi, anh Quốc, anh quên mất là em đang nghỉ hè rồi hả? Còn ba mẹ em á, biết tin em về Việt Nam thì ba mẹ em mừng quá trời ạ. Tại vì cũng lâu rồi em chưa có về Việt Nam, nên đây cũng là cơ hội tốt để mà em tìm hiểu về văn hóa, quê hương, đất nước của mình. Ok, quyết định vậy nha. Với lại em có mua vé máy bay bay chung với chuyến bay của anh nè. Trời, em mua vé luôn rồi đó hả? Trời ơi, em làm anh bất ngờ quá. Nhưng mà nói chung thì có người về Việt Nam chung cũng vui. Đương nhiên rồi. Bây giờ anh dắt em về phòng trọ của anh nha. Còn anh có muốn mua quà cho ba mẹ của anh không? Đúng rồi, anh sẽ mua thêm một số quà cho ông nội và bà ngoại của anh nữa. Okay. Thôi vậy mình đi em. Vậy mình đi. Thôi, quất đi nha mọi người. Chào mọi người. Dạ, bác sĩ, cho tôi hỏi thăm cái bệnh nhân Nguyễn Hữu Đặng sao rồi bác sĩ? Dạ, bác chú biết là lúc mà cấp cứu chuyển anh Đặng tới, cháu cũng đang trực ở trong đó à. Tình trạng của anh ấy rất là nặng. Nặng nhưng mà nặng sao? Cho tôi biết cái nặng sao chứ. Dạ, lúc mới chuyển vào, anh ấy bị chấn thương cột sống và còn dập lá lách nữa. Cháu tiên lượng của anh ấy rất xấu. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao cứu con tôi chứ? Bác sĩ làm ơn cứu nó giùm tôi. Xin chú hãy bình tĩnh. Bây giờ chú ký vào biên bản để chuẩn bị phẫu thuật. Dạ, viết cho chú. Bác sĩ, ký cũng phải có lý do chứ. Tôi mà ký vô đây, lỡ có chuyện gì, không lẽ tôi giết con tôi hả? Dạ thưa chú, đây là thủ tục của bệnh viện. Chú hãy mau ký xác nhận đi thì bệnh viện mới có thể phẫu thuật cho con của chú được. Tía, tía là tía của anh Đặng. Thì tía được ký vô đó là đúng rồi tía. Dạ, tình trạng của anh ấy rất là nặng, nguy kịch. Bây giờ chú mau ký vào biên bản để bệnh viện tiến hành phẫu thuật ạ. Ký đi tía. Tía ký nhanh thì người ta mới phẫu thuật cho anh hai được. Chú ký đi, không có sao đâu chú. Dạ, chú ký vào đây ạ. Nó không thể chết được đâu. Bà ơi, bà phù hộ cho con cái bà. Nó không thể đi trước tôi được đâu. Và bây giờ chúng tôi lập tức tiến hành phẫu thuật ạ. Dạ, chuẩn bị xin phép. Tiêu ơi, bây giờ chú với anh ngồi chờ ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ làm ơn cứu con tôi giùm. Dạ. Tí đừng có khóc nữa tí. Rồi anh hai sẽ khỏe lại thôi tí à. Đi giùm em đi anh đây. Ủa anh, sao anh không dặn ông nội, bà ngoại với ba má anh ra trước? Về nhà lủi thủi có mình vậy, anh không thấy buồn hả? Nếu mà anh thông báo với tất cả mọi người á, thì đâu có cái gì bất ngờ nữa đâu em. Chỉ là anh đâu có đi một mình đâu, còn có em nữa mà.
Cô y tá. Dạ. Cho tôi hỏi thăm, bệnh tình của con tôi có thể hồi phục được không? Xin gia đình hãy bình tĩnh. Hiện bây giờ anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Anh ấy hồi phục nhanh hay chậm là do sức khỏe của anh ấy. Nhưng đôi chân của anh ấy rất khó có khả năng hồi phục, có thể dẫn đến bị liệt. Gia đình nên chuẩn bị tìm cách để ổn định tinh thần cho bệnh nhân. Cô y tá. Dạ. Cô nói giùm với bác sĩ á, cố gắng điều trị cho chân anh hai tôi đi được đi cô y tá. Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Chào anh và chú. Đại ca, bữa nay mình đi đòi nợ ở đâu vậy? Đòi nợ cái đầu mày. Chứ đi đâu tự nhiên sáng giờ chạy vòng vòng biết đi đâu. Bộ ngày nào tao cũng phải đi đòi nợ hết trơn vậy đó hả? Cái mặt của tao bộ có ưa lắm hả? Vậy chứ mình đi đâu? Hôm nay á, mình đi làm đẹp. Ủa mà làm đẹp là làm cái gì vậy? Ui da, mày nghĩ là cái gì? Hả? Đi làm đẹp mà còn hỏi làm cái gì? Làm tóc. Ồ, hôm nay chơi sóc ta. Làm tóc luôn. Vậy chứ sao? Ồ, đại ca. Không ấy giờ hai anh em mình đi nè. Cái đại ca cho em theo vô trong làm chúng đại ca đi. Được không? Được á. Mà cái này nha, đại ca làm kiểu nào á, em làm kiểu y chang vậy mới chịu nha. Mày. Được không? Được không? Rồi. Đã quá. Nhanh lên. Trời ơi Đặng ơi, bây giờ làm sao cho con ngồi dậy đi con? Chứ con nằm như vậy, vợ con chết mà má cũng chết mà tía con cũng chết. Vì cớ làm sao mà bây giờ con nằm im lìm như vậy? Ngồi dậy đi con ơi. Má, bác sĩ Mai à, như vậy là chồng của tôi không thể nào bình thường lại được hả? Con xin gia đình mình bình tĩnh, vì tình trạng của chú Đặng cũng đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà hồi phục nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sức khỏe của chú Đặng nữa. Nhưng mà con... Sao cô? Con rất tiếc là... Sao? Chú Đặng bị tổn thương cột sống quá nặng, ảnh hưởng tới rễ thần kinh, nên khả năng hồi phục của chân rất thấp và có nguy cơ bị bại liệt. Má, bình tĩnh con, bình tĩnh. Cho nên con mong là cả nhà mình hãy chuẩn bị tinh thần để động viên tinh thần của chú Đặng nha. Má ơi, như vậy là anh Đặng bị liệt luôn rồi má ơi, làm sao bây giờ má? Con ơi, con phải bình tĩnh. Con có báo cho bố nó biết chưa vậy? Để nó về, nó lo cho ba nó. Nó phải biết tình trạng như vậy. Biết đâu thằng Quốc nó về rồi ba nó vui, ba nó đỡ hơn thì sao? Anh ơi anh tỉnh lại đi. Anh ơi anh tỉnh lại. Ê, anh ơi anh tỉnh lại. Nè. Anh ơi. Bình tĩnh. Thôi, bác sĩ nói rồi là tất cả phải bình tĩnh. Không ai được manh động, không ai được khóc, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của thằng Đặng. Mà nếu như mà nó bị ảnh hưởng tinh thần thì nó sẽ rất khó hồi phục, hoặc là hồi phục chậm. Cho nên cả nhà không được manh động, cả nhà bình tĩnh, cả nhà không được khóc. Không được khóc. Nếu mà khóc một cái rồi làm sao mà thằng Đặng mà nó tỉnh được? Tôi nói trước là không ai được khóc à. Nín phải bình tĩnh. Cả nhà, thật sự thì chú Đặng nếu mà kiên trì tập luyện thì mình vẫn còn có cơ hội để phục hồi đôi chân được. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ phải tập luyện, nó sẽ phục hồi được. Bây giờ thì cả nhà mình phải mạnh mẽ lên. Dạ. Mình phải mạnh mẽ để mạnh lo cho mẹ. Cái gì nổi đâu mạnh mẽ. Cô ơi, mình phải cố lên chứ cô. Nếu mà bây giờ mình yếu đuối thì làm sao mà có thể truyền động lực để giúp chú Đặng được? Không có chuyện được. Nếu mà yếu đuối là không có chuyện được, hiểu chưa? Dạ. Con xin phép qua thăm bệnh nhân khác. Cảm ơn cô. Con đi nha. Con,
Dạ. Bây giờ con ở đây với thằng Thế lo cho thằng Đặng. Má phải về nha. Má phải nấu nướng đồ ăn đó đem lên đây cho mọi người ăn, chứ không lẽ cứ chùm nhum ở đây rồi không ai làm được cái gì hết, rồi làm sao lo được cho thằng Đặng. Con nhớ phải bình tĩnh mới chiên được sức mạnh cho nó nha. Nha, nếu mà má về thằng Đặng nó tỉnh một cái, con gọi điện thoại cho má biết nha. Bây giờ má đi về đi. Chào anh. Anh mới tới hả? Ờ. Chào anh. Anh cắt tóc hả anh? Ừ. Trời ơi đẹp trai quá hà. Ê. Để em sửa lại cho. Anh hả? Anh đợi tí xíu đi. Anh làm gì? Nâng mụn nha. Ê. Không, anh đợi chút xíu đi anh. Nâng mụn nha. Hả? Hay à? Cắt tóc đi. Cắt tóc đi. Tóc này dài rồi nè. Hơi dài á. Không không, còn đẹp, còn đẹp, còn đẹp. Đẹp. Đẹp trai dễ sợ luôn á. Giờ anh làm gì? À, trời ơi, sức ra nổi. Anh làm gì? Anh nói đi, em phục vụ cho. Em phục vụ chu đáo mà. Bên kia kìa, bên kia kìa. Tôi không có nhu cầu. Không. Lần đại ca vậy? Tôi làm. Ủa, đại ca hả? Nãy giờ sao không có sớm á, trời. Theo chơi vậy thôi. Anh, ủa, em lộn, dưới này. Nghe cậu, nghe cậu. Dạ dạ, em xin lỗi. Anh làm gì? Để em làm cho. Nãy giờ không nói đồ quỷ. Anh làm gì ạ? Nè, hớt thay con nhỏ này cho tôi. Gì hớt không được. Sao nãy giờ tài lanh quá vậy bà nội? Em đâu có biết đâu, tại... Tài lanh. Bên đây đẹp hơn mà. Anh làm gì? Nhộm. Dạ. Màu đen nha. Dạ. Bây giờ á, trước khi nhộm là em tỉa xương xương cho anh nha. Ha, trời ơi, dễ thương quá. Mày làm cái gì vậy? Dạ. Dạ em xin lỗi. Làm cho đàng hoàng nghe không tôi cắt à. Dạ. Bạo lực quá à. Bực mình. Bây giờ mày có nhộm không? Dạ có. Alo, Eli hả? Ừ, anh vô tới nhà rồi. Phải công nhận Việt Nam mùa này nóng ghê á. Ừ. Hiện giờ thì thôi em cứ ở tại bên hotel đi nha. Để anh xin ba má anh, rồi anh xin ông bà. Chứ mình đâu có thể nào tùy tiện giống như ở bển được em. Trời ơi, em, ông bà của anh á là người của thế hệ trước. Ông bà của anh rất là nề nếp, nho giáo, đâu phải muốn về ở là ở liền được đâu. Trời, em phải thông cảm cho anh chứ, đồng ý. Thì biết là nhà anh rất là rộng đó, nhưng mà cũng phải xin phép chứ, đâu phải muốn về là về. Ừ, ở bên hotel đi nha. Khi nào mà em á thì anh nói với ba má, rồi trước em về nhà anh ha. Ừ, rồi vậy ha, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nha. Ừ, anh biết rồi. Ê. Mình còn số của đứa nào không ta? Tìm kiếm đủ đi chơi không? Ê thôi. Hồi nãy Mình nhớ mình có khóa cửa rồi. Mình rất là cẩn thận. Sao tự nhiên bây giờ có một người lạ mặt cao to, nó ngồi lừng lững vậy? Hả? Nó gan quá. Nó còn gác chân lên ghế nữa. Vậy là ăn trộm rồi, thứ dữ rồi. Không được, nó bự con quá. Alo, gì vậy má? Alo, có chuyện gì không má? Đi liền. Chủ gì? Mày đi về liền. Má bình tĩnh lại đi gì vậy? Ở nhà có một thằng trộm. Hả? Sáng quá đi, má khóa cửa rồi. Vậy mà bây giờ nó dám đột nhập vô nhà, mà nó còn ngồi hiên ngang luôn. Được rồi, về liền. Con gì liền? Có thấy đây nè. Rồi má yên tâm bình tĩnh nha, cẩn thận nha. Thế ơi, coi anh giùm chị nha. Ủa? Ở nhà có chuyện, má mới gọi chị nha.
Nha nha. Ừ. Không được. Nếu mà bây giờ con Phụng chưa về, biết đâu là nó sẽ phát hiện ra mình. Nó sẽ ăn cướp đồ. Không những cướp đồ mà nó giết mình luôn. Trời ơi, mình mất mạng à. Không được đâu. Không được. Vậy thì mình phải xử lý liền. Trời ơi, trời giúp mình rồi. Trời giúp mình rồi. Cái này cái chổi. Cái này cái gì ta? Chạy nó đi, cái gì cũng được. Nghĩ sao quýnh nó được. À, giờ chắc ăn rồi đó. Nó xỉu rồi, nó xỉu rồi. Trời ơi, chừa mày chưa. Tao sẽ đứng đây, tao đứng đây. Tao không đi đâu hết. Tao canh con gái tao. Chừng nào con gái tao về, tao sẽ giao mày cho nó. Tao sẽ đứng đây. Mày rên đi, mày cứ rên đi. Mày thích mày cứ rên. Tao sẽ đập cho mày xỉu lại. Ngoại à, mày nè, mày nè. Mày nè. Mày rên à. Mày kêu ngoại ơi, nội ơi à. Mày đừng có hòng. Đừng có hòng. Mày kêu tới trời cũng không cứu được mày đâu. Ngoại ơi. Ngoại ơi à, mày gan quá. Nè. Ai à. Nè. Ai à. Đấy nè. Mày kêu nữa đi. Mày ngon. Mày ngon. Mày kêu nữa đi. Hả. Má ơi. Má đi. Má đi. Con gái vô đây. Má ơi, má có sao đây, không má? Vô đây, má, về lắm, má về có lắm. Sao không? Đấy hả? Nói nè. Nó bự con, cao to. Rồi, nó xỉu rồi. Mới nó còn rên ứ. Đập tiếp. Nó kêu trời, đập tiếp. Nó kêu ngoại, đập tiếp. Nó kêu má ơi, đập luôn. Rồi bây giờ nó nằm đóng rồi. Má, còn có lại đi, giao công an. Má xích cho mày luôn. Má ơi, cứu con. Má nó kêu má kìa. Đó, nó kêu kìa, mày tránh ra, mày tránh má ra. Má ơi. Đập luôn à. Nè, đập luôn à. Mày hả? Ai hả? Ngồi chị coi, dạ. ngồi chị. Thằng ở chỗ này ngồi chị. Má à, quất má ơi. Trời ơi, về nào xong nói cho má biết. Không gọi điện cho má luôn. Nãy giờ má đánh con của con. Trời ơi, quất ơi, con ơi. Quất ơi, trời ơi, con ơi. Con nhớ ngoại quá. Lý do gì mà con về con không nói ngoại, mà con ngồi ở đây để cho ngoại quýnh con. Con có sao không? Dạ, đi bác sĩ. Con sao? Đi bác sĩ. Con không sao, con không sao đâu. Con chỉ muốn tạo cho ngoại với lại má một sự bất ngờ nho nhỏ. Trời ơi, má gọi điện cho con quá trời luôn không được à. Tự nhiên con tự động đi về vậy. Dạ thì con muốn dành cho má một sự bất ngờ mà má. Bất ngờ cái gì? Bà lại... con lo lắng cho con lắm á. Trời ơi, con ơi chết rồi con ơi. Ủa má, có chuyện gì vậy má? Ba con bị bệnh, bệnh nặng lắm. Ba con bị bệnh gì? Thì ba con đi về thăm ông. Xong rồi trên đường đi rồi bị tai nạn. Cái gì? Ba con bị xe đụng. Sao con không biết một cái gì hết vậy? Thì đâu có dám gọi cho con. Rồi bây giờ ba con đang ở đâu? Ở bệnh viện. Trong bệnh viện á. Thôi bây giờ từ từ. Con thay đồ đi. Rồi xong rồi ăn uống gì đi con. Rồi vô bệnh viện thăm ba con. Thôi ngoại. Bây giờ mình đi vô thăm ba luôn ngoại. Đi nhanh đi má. Đi. Trời ơi, làm hết hồn mà. Cứ tưởng là ăn trộm vô nhà kiếm má thiệt không à. Nè con. Đi ngoại. Đi ngoại. Thôi đi con, nhanh lên. Vui là vừa mừng. Vừa mừng người vừa lo. Đi ngõ nào. Đi má, đi bên này má. Đi ngoài. Ba. Con chào. Ủa? Chú. Con mới về hả? Anh ơi. Ngoài. Anh ơi, con nó về rồi nè anh. Anh cố gắng tỉnh lại đi anh. Ba ơi, con quốc rồi ba. Con về thăm ba nè ba. Thằng con ngủ nghịch của ba về thăm ba nè ba. Ba mở mắt ra đi ba. Đặng ơi Đặng. Ba dậy ba la mắng con đi ba. Thằng Quốc nó về nè.
Bây giờ cả gia đình con coi như đoàn tụ rồi đó. Bây giờ con ngồi dậy đi nha. Chứ con đừng có nằm im như vậy. Đừng có để mọi người phải lo lắng vì con mà. Tỉnh lại đi mình ơi. Anh ơi. Ba con tỉnh lại rồi kìa. Phải quán nào không ta? Ê, anh. Trời ơi. Anh Thế. Sao anh tìm ra quán này hay quá vậy? Nhầm nhỏ gì, tôi sợ mà. Ở đâu tôi cũng tìm được hết á. Đứng chờ tôi một chút nha, tôi bưng cho khách cái. Công nhận nha, quán này có phúc thiệt á. Được ánh tới đây làm việc, chắc khách đông lắm hả? Trời ơi, ghẹo tôi nữa à. Nè, mua cho anh đó. Cảm ơn anh nhiều nha. À, hả? Anh mới từ bệnh viện về đúng không? Ừ. Anh đặng ảnh sao rồi? Ảnh tỉnh chưa? Ừ, ông tỉnh rồi. Mà hình như á, thằng Quốc nó từ Mỹ về, cái ông tỉnh liền à. Thiệt vậy hả? Ừ. Quốc về hả? Ừ. Trời, vậy tí anh vui lắm ha. Ôi, không những tía tôi đâu, mà ai cũng vui hết á. Tôi còn vui mà. Nhưng mà tôi chỉ lo là ông tỉnh lại rồi, sau này sợ ông bị liệt. Nè. Gì vậy? Tôi biết á, là anh ghét anh Đặng, nhưng mà đừng có nói quở như vậy chứ. Trời đất ơi, tôi có nói quở đâu. Cái đó bác sĩ người ta nói á. Chứ hả, lúc mà ổng nằm đó coi nè, tôi buồn nè, tía tôi buồn nè, rồi hả, tía tôi khóc, tôi cũng khóc bộ. Nè, nhìn hai mắt tôi đỏ không? Không. Đúng rồi, giờ tôi hết khóc rồi mà. Trời ơi, thiệt bác sĩ nói vậy luôn á hả? Ừ. Nên đang đầu muốn chết nè. Tôi đâu có ghét bỏ gì ổng, tôi chỉ giận ổng thôi. Giận là ổng đối xử tệ bạc với tía tôi. Chắc sau chuyện này á, anh Đặng sẽ thương tía, quan tâm đến tía của anh nhiều hơn á. Anh nghĩ vậy thì sao? Ừ, tại vì má tôi nói á, ai mà vừa mới có một cú sốc nào đó thì tự nhiên họ sẽ suy nghĩ và thay đổi. Anh nói chuyện hay quá ha, giống như là một triết triết gì đó, triết học á. Thôi làm quá à, đâu có đâu. Ê, chết cha. Hả? Nói chuyện nãy giờ mà anh khát nước không? Để tôi vô tôi pha nước cho anh uống nha. Ờ. Chờ tôi chút nha. Nè,
muốn gì đây? Ê, không làm bậy nha, nha. Ê, nha. Quân tử là động khẩu chứ không động tay chân nha. Tới đây làm gì? Nước của anh nè. Hỏi chi? Anh muốn gì? Nói rồi nha, quân tử động khẩu chứ không động tay chân nha. Anh à, đứng xa ra. Anh đến đây á là để nhắc món nợ đó. Anh đi à? Ủa, gì kỳ vậy đấy cá? Nằm xuống. Trời, chân con sao vậy? Chân con sao vậy tía? Tía ơi. Không có sao, không có sao. Tía ơi tía. Mẹ uống nước đi con. Trời, sao chân con không nhúc nhích được? Con nằm. Con không còn cảm giác rồi tía ơi. Con nằm xuống đi, bình tĩnh mà. Con không có sao, con sẽ bình phục nhanh thôi mà. Tía ơi, tía nói con nghe đi. Tại sao chân con không nhúc nhích được? Không lẽ con bị tàn phế hả tía? Tía ơi, tía nói con nghe đi. Tía, nghe lời tía, bình tĩnh. Không có sao. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tía ơi, nằm xuống nghỉ ngơi đi con. Đi đi đi, nằm xuống. Tía ơi, tại sao vậy tía? Ngoan ngoan, nằm xuống. Sao vậy hả tía ơi? Có tàn phế rồi hả tía ơi? Tía ơi, tía, tía ơi, trời ơi, sao đây? Tại sao? Tại sao? Em mời đại ca. Ê, 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 ê. Ừ? Ừ? Ồ. Tụi mày thấy tao có đẹp trai không mày? Đẹp. Đẹp, đẹp lắm mà nha. Quá đẹp luôn. Ồ, tươi quá. Của tao. Ui, để tao, để tao. Cho tôi xin phép, tôi chào bạn cái nha. Dạ. Mình cùng một ly cho vui ha. Dạ. Cùng với em một cái nè. Ui, dễ thương quá. Ừ, mời anh. Ủa, em có hả? Uống đi. Em không muốn đâu anh. Ờ, vậy thôi, ba mình uống ha. Ừ, dạ. Dạ. Kêu thằng đó về cho tao coi. Dạ. Ê! Hả? Thằng Quý! Chỉ gì? Về bàn mày! Okay. Thấy gái là tươm tướp, thấy gái là tươm tướp à! Nó đẹp! Ê! Dạ! Sao đây ca? Dạ! Ê dạ! Ê dạ! Mày sao đây ca Quý em? Mày có nghe tao nói gì không? Có! Nói cái gì? Thì đại ca khen con nhỏ nó đẹp! Em cầm cái ly qua mời nó! Đúng rồi! Trời, cái ly vô mặt mày bây giờ! Ủa vậy là em có lỗi hả? Trời ơi, em có lỗi em biết rồi. Đây. Dạ. Em có lỗi với đại ca. Em xin phép uống ly. Tạ lỗi ha. Uống đi đại ca. Đã quá đại ca ơi. Mà nhỏ đẹp quá trời mày. Đẹp. Ngon. Đẹp. Ê. Ừ. Tao hỏi mày một lần nữa. Mày thấy tao có đẹp trai không? Dạ. Trời ơi, đại ca chẳng những đẹp mà còn độc và lạ nữa. Em có 5 chữ để ví về đại ca. Là đẹp, độc, điên, được, đỉnh. Đại ca rất là phong độ. Phải không? Đẹp lắm đại ca ơi. Ai mà chê đại ca xấu á, nói đi. Em đập vô mặt nó cho coi. Nó nói sai sự thật. Ừ, đúng rồi.
Đại ca em là đẹp số 1, là đẹp nhất mà. Đúng không mày? Đúng rồi. Mày đừng có xạo quá nha. Em nói thiệt. Hai thằng bay đừng có xạo quá nha. Ha ha. Tao biết mà. Tao biết thân biết phận của tao mà. Mày đặt nịnh. Hồi đó giờ sao không nịnh, bây giờ nịnh mày? Thì em thấy sao em nói vậy thôi. Thì đại ca đẹp mới nói đại ca đẹp, chứ có nịnh gì đâu. Tao đúng không rồi. Có đẹp hồi nào đâu. Tao chỉ nói vậy thôi. Ừ, vậy nãy giờ gài người ta không đẹp nó không đẹp, mày đặt gài người ta khen chi không biết nữa. Dạ. Nhưng mà tao đẹp hơn hai thằng bay à. Rõ ràng. Cái đó là rõ ràng. Chưa chắc. Không, đại ca đẹp hơn hai thằng mình thiệt. Hang, ông muốn nói gì ông nói kệ ông. Tao nói thiệt với hai thằng bay nghe. Hai thằng bay á, đi theo tao mà không giống tao chút nào hết chứ. Không có giống chút nào hết chứ. Mày thấy không? Mày thấy cái mặt tao không? Thấy chưa? Thấy tóc không? Cái đầu bị hói kìa. Mày giống ai? Hai thằng bay giống ai? Mà cái đầu cái kìa 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 kìa. Ôi cái này gọi là thời trang nè ca ơi. Cái này gọi là móc lai. Móc lai. Mày định hù con nít hả? Ra đường định hù con nít hả? Rót. Dạ đại ca. Rót tao nữa nè. Không giống tao chút nào hết trơn. Đàng hoàng đẹp trai. Vậy mà con ánh nó cũng không thèm nhìn. Bởi vậy. Trời ơi, em không hiểu tại sao đại ca đẹp trai như vậy nè, con ánh nó có đẹp cái gì đâu mà tự nhiên si mê nó còn chi vậy. Đúng không? Đại ca thích mê mệt luôn. Chẳng lẽ đại ca hả, ham cơn gió lạ hay sao vậy? Mày ngu quá. Con ánh nó quá tuyệt vời. Từ ngày mà ra chốn giang hồ tới bây giờ, có con nhỏ nào mà qua con ánh không? Hai thằng mày ngu mà lì. Đúng rồi đại ca ơi. Bây giờ suy nghĩ lại, con ánh nó tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, nó tuyệt vời, nó bị kia vớt rồi đó. Không thấy thì ha? Thì đó. Hai thằng mày cấm miệng tụi bay lại nha. Nghe chưa? Dạ. Hai thằng mày có một cái nhiệm vụ thôi cũng làm không xong, vậy mà nói đòi theo tao là sao? Hả? Đại ca yên tâm. Lỡ sai suất lần đó thôi, lần sau hai tụi em sẽ cố gắng hết sức để giúp cho đại ca có được con ánh. Nên bây giờ mình vô đi đại ca. Có rượu sẵn rồi. Vô rồi. Đại ca. Thôi không có ly, em vô bằng cái chai được không? Tao uống nửa ly, mày uống nửa ly. Ờ, vậy cũng được. Ừ. Yên tâm nha. Bây giờ đại ca với tụi em đó là chơi vui vẻ. Hai thằng mày, tao nói rồi, lần này là lần cuối. Nếu mà còn sơ suất nữa, tao hiểu không? Ủa? Ôi là vậy là sao đại ca? Mày đừng hỏi nữa, đại ca nói ra đau lòng dữ lắm. Cái gì đâu, tự nhiên vậy, có gì đâu. Mày, bởi vì mày tào lao, mày không biết gì hết. Ủa đại ca, đưa cái đó là cái dấu hiệu gì vậy? Cây kéo. Để làm gì vậy? Cắt đó con. À, trời ơi, có cái gì đâu. Ông lỡ ông cắt cái quần của mày thì mày mua cái quần khác. Mà ông cắt cái áo của mày thì mua cái áo khác. Có cái gì đâu mà mày sợ. Không phải là cắt quần cắt áo đâu. Để cắt cái gì? Cắt cổ tụi mày đó. Quốc, có phải là Quốc không? Quốc mới về nước hả? Trời, Mai. Mai trở thành bác sĩ rồi đó hả? Ừ. Như vậy là ước mơ hồi nhỏ của Mai bây giờ đã trở thành hiện thực rồi đúng không? Thật ra Mai đang thực tập ở đây. Mà Quốc vẫn còn nhớ hả? Mai tưởng là Quốc quên mất cô bạn hàng xóm thuở nào rồi chứ. Làm sao mà quên được. Quốc nhớ hồi đó Mai lúc nào cũng bắt Quốc làm bệnh nhân. Còn Mai đóng giả bác sĩ, kêu Quốc nằm đó, bắt mạch nè, rồi khám tim, rồi coi mắt. Nhớ lại hồi đó, mình chơi trò bác sĩ bệnh nhân vui quá ha. Mà cũng may á, là Quốc chịu làm bệnh nhân, nên bây giờ Mai thành bác sĩ thiệt rồi nè. Chúc mừng Mai nha. Còn Quốc học thế nào rồi? Mai nghe mẹ Quốc nói là Quốc đang học quản trị kinh doanh hả? Chuyện của Quốc cũng dài dòng lắm. Để hôm nào rảnh rỗi thì Quốc kể cho ba nghe nha. Còn bây giờ Quốc chỉ lo cho ba thôi. Quốc mới về mà nhìn thấy chú như vậy, chắc Quốc đau lòng lắm hả? Quốc về nhưng mà không thông báo cho ai hết á. Quốc muốn cho cả nhà bất ngờ. Nhưng ai về tới đây rồi thì Quốc mới hay tin là
ba của Quốc bị tai nạn. Mai nè. Mai nói thật cho Quốc biết đi. Ba của Quốc có qua khỏi không Mai? Có thể đi lại được không Mai? Thật sự thì đôi chân của chú bị tổn thương quá nặng, không thể cứu được nữa. Như vậy là ba của Quốc bị liệt hai chân hả? Ba Quốc mà biết tin này, làm sao ba Quốc có thể chịu nổi chứ? Nhưng mà Quốc đừng có quá bi quan, vì cũng có nhiều bệnh nhân cũng bị như ba của Quốc vậy đó. Nhưng mà sau một thời gian kiên trì luyện tập thì họ vẫn có thể đi lại được. Mà nói thiệt hả? Ừ. Nếu như mà ba Quốc chịu khó luyện tập, ba Quốc vẫn có thể đi lại được hả Mai? Đúng rồi, chỉ cần phải kiên trì và chịu khó luyện tập thôi. Nhưng mà Quốc yên tâm, sau này chú xuất viện, Mai sẽ thường xuyên qua nhà để tập luyện cho chú. Cảm ơn Mai nhiều lắm. Nếu vậy thì Mai giúp Quốc chăm sóc cho ba Quốc giúp Quốc nha. Ừ, Quốc yên tâm, trách nhiệm của Mai mà. Em đây. Trời ơi, sao mà anh cứ để tôi thui vậy nè? Tắt đèn đi. Đừng mở đèn, tắt đèn đi. Anh à, anh đã không chịu ra ngoài thì anh phải mở đèn cho có ánh sáng chứ. Anh để sự tối tăm như vậy rồi làm sao mà tinh thần anh thoải mái được. Anh, bữa nay má nấu toàn những món ăn ngon không á. Gà ở quê kho sả nè, rồi canh nấu với lá giang. Để em lấy cơm lên cho anh ăn nha. Nha. Anh đừng có như vậy nữa. Anh như vậy thì làm sao mà em sống nổi chứ. Anh đừng có nóng giận nữa. Anh không ăn uống gì hết, làm sao mà anh chịu nổi. Anh nói đi, bây giờ em phải làm sao? Em phải làm sao bây giờ hả anh? Anh phải vì con, vì em, vì cái nhà này chứ. Để tôi chết đi. Để tôi chết đi. Anh có biết là nhà mình tan nát rồi không? Công ty của mình tiêu tan rồi kìa. Đi ra ngoài đi. Tôi không cần gì hết. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Tôi không cần gì hết. Đi ra ngoài. Con ơi, tôi không cần mọi người thương hại tôi. Bình tĩnh, bình tĩnh đi con. Anh không chịu ăn, rồi anh đóng cửa lại. Anh tắt đèn tối thui như vậy, sống ở trong phòng một mình như vậy. Anh làm như vậy làm sao con chịu nổi hả má? Thôi phải bình tĩnh, bình tĩnh con à. Lúc này chồng con đang rối trí như vậy, mà con không bình tĩnh thì con không giữ được cái gia đình này đâu. Tất cả bây giờ là nhờ con. Chỉ có con mới giúp cho chồng con đứng dậy được. Con mới giúp cho công ty được. Con mới giữ vững được cái gia đình này, con hiểu không? Má ơi, bây giờ con phải làm gì đây hả má? Má ơi, trời đất ơi, sao con không ăn cơm mà con đổ hết trơn cái trọi vậy? Con biết là tía là nông dân, làm ra hột gạo á khó khăn lắm con biết không? Không lẽ suốt ngày mày cứ như vậy sao? Học óc thì lúc nào cũng tối hù. Tía đóng màn lại cho con đi. Đóng lại cho con đi. Con là con người chứ đâu phải con chuột, mà suốt ngày con cứ chui rút ở trong bóng tối. Tía hãy nhìn lại đi, con còn là con người nữa hay không nè? Tía vui lắm phải không? Tía vui lắm phải không? Điều này tía hằng mong ước kia mà, có đúng không? Mày nói cái gì vậy? Tía, thằng con trai của tía tiêu rồi. Là một thằng tàn phế, một thằng vô dụng.
Mà không sao, tía còn thằng con đầu trộm đuôi cướp, tía cần gì ở cái thằng tàn phế này kia chứ. Con nói cái gì vậy? Dù gì đi nữa con cũng là con ruột của tía mà, con phải cố gắng vượt qua số phận, con không thể nào như vậy được. Thôi khỏi, con không cần, tía thương hại con đâu. Lúc con cần á, con năn nỉ tía, con cần tía giúp á thì tía quay lưng. Bây giờ con tàn phế vậy rồi, con không cần gì nữa hết á, con tiêu rồi. Tía đi ra ngoài đi, tía đi đi. Con à. Thôi tía đi về đi, tía đi về quê của tía đi. Về quê tía đi. Con à. Tía về tía lo giữ đất hương quả của tía đi. Tía đi đi. Tía đi ra ngoài đi, con không cần tía nữa, tía đi về đi. Con à. Con không cần tía giúp gì nữa, tía ra ngoài đi. Đáng. Đáng. Không, bây giờ tôi không muốn nghe cô nói cái gì hết á. Tôi đã nghe cô hứa rất là nhiều rồi, bọn tôi đã cho cô một thời gian. Chuyện chồng cô bị tai nạn chúng tôi rất là thông cảm, đã cho cô một thời gian sắp xếp mọi chuyện, mà công ty cô cứ chay ì không thanh toán tiền chúng tôi là sao? Cô trả lời đi. Thôi không nói nhiều nữa, tiền không thanh toán thì chúng tôi sẽ cho người tới siết tài sản của công ty cô đó. Tôi xin các anh mà. Bởi vì chồng của tôi đang bệnh cho nên tôi cần các anh cho tôi một thời gian, rồi tụi tôi sẽ trả nợ hết cho các anh nha. Thôi đủ rồi, cô hứa nhiều lần rồi, chúng tôi định đưa công ty của cô ra tòa, nhưng vì nghĩa tình chồng cô bị tai nạn nên chúng tôi đã rút đơn. Nhưng bây giờ cô đừng để chúng tôi chờ đợi lâu nữa. Cô muốn trả tiền hay muốn đi tù? Tôi xin các anh mà đừng có làm như vậy. Thực ra thì tôi sẽ giải quyết nợ hết cho các anh. Cần thiết thì vợ chồng tôi sẽ bán nhà trả nợ cho anh nha. Mấy căn nhà của hai vợ chồng cô á đã cầm cố hết cho ngân hàng rồi, cô tưởng là tụi tôi không biết sao? Bây giờ cô tính sao? Thực ra thì bây giờ chồng tôi bị bệnh nằm như vậy, tôi cũng cần phải có thời gian. Nếu như mà các anh không thông cảm cho tôi thì tôi cũng rối trí quá, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Chắc là... Các anh à, thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm trả nợ cho các anh. Các anh cứ yên tâm đi. Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm thay cho ông Đặng trả hết số nợ cho chúng tôi sao? Phải. Hiện tại bây giờ tổng giám đốc của công ty chúng tôi đang trị bệnh ở nhà, cho nên tôi thay mặt cho tổng giám đốc điều hành hết tất cả mọi chuyện trong công ty. Số nợ của các anh nhất định tôi sẽ trả. Tôi chỉ xin một điều, xin các anh cho tôi thêm một chút thời gian nữa, để có khả năng thì chúng tôi mới trả nợ cho các anh được. Thôi được rồi, chúng tôi không phải là người không biết lý lẽ. Nếu cậu là người biết giữ chữ tín thì chúng tôi tạm tin, nhưng nhất định nợ thì phải trả, nếu không chúng tôi sẽ không để cho mấy người yên đâu. Cảm ơn các anh đã tin tưởng chúng tôi. Mấy người nói thì mấy người phải nhớ đó nha. Dạ. Dạ. Nhớ giữ lời đó. Dạ. Đi. Phụng à, Phụng có sao không? Thấy Phụng xanh xao quá. Hay là Phụng về nghỉ ngơi đi. Không sao. Cảm ơn anh Minh nhiều lắm. Nếu mà anh học đến kịp, tôi cũng không biết đối phó với mọi người sao nữa. Phụng à, bình tĩnh, đừng có khóc nữa. Mọi chuyện có tôi ở đây mà. Tôi sẽ thay mặt Phụng giải quyết tất cả mọi chuyện ở công ty. Phụng cứ việc yên tâm đi. Cảm ơn anh. Tôi đi trước nha. Ellie, em cũng biết đó, anh với ba anh không có hợp nhau. Nhiều khi anh muốn tâm sự với ba mà anh cũng không dám tới gần nữa. Anh à, dù vậy nhưng trong lúc này á, anh cũng phải cố gắng tìm cách để nói chuyện với ba, chứ không thể nào mà để ba cứ trốn tránh như vậy hoài được. Còn em với ba của em á, giống như hai người bạn vậy đó. Em có thể nói với ba em bất cứ chuyện gì, còn ba em cũng vậy.
ba em không có can thiệp vào cuộc sống riêng của em. Em rất là may mắn khi có một người ba tuyệt vời như vậy. Em thấy ông nội của anh mới là tuyệt vời đó. Em cũng thấy vậy nữa hả? Dạ, ông nội rất yêu thương ba của anh và anh nữa. Em thấy người như ông nội thú vị lắm. Thật sự á, nhiều khi anh nghĩ anh còn thương ông nội hơn cả ba anh nữa. Vậy sao? Tại vì từ nhỏ em không có sống với ông bà, nhưng mà bây giờ em đã biết là ông bà có ý nghĩa như thế nào ở trong một gia đình của người Việt rồi. Cảm ơn em đã không chê bai anh và đã chịu từ nãy tới giờ lắng nghe anh tâm sự. Thôi em nghỉ ngơi đi nha, rồi mình gặp nhau sau. Ok, bye anh. Love you. Tâm trạng sẽ được thoải mái hơn. Dạo này tôi thấy Phụng ốm nhiều lắm đó. Tôi không sao đâu anh Minh à. Chuyện của anh Đặng như vậy tôi rối trí lắm. Bây giờ không muốn làm việc gì nữa hết á. Phụng đừng lo lắng gì hết. Chuyện của công ty cứ để tôi lo cho. Tôi biết công ty này là tâm huyết của hai vợ chồng, và nó cũng là tâm huyết của tôi nữa mà. Nhất định tôi không để công ty này xảy ra chuyện gì đâu. Anh nói như vậy cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu. À, mà hôm rày Đặng có khỏe không? Từ ngày ở bệnh viện về nhà, anh giống như là một người khác. Lúc nào cũng khó chịu hết, không muốn gặp ai, rồi cũng không muốn chạy tới gần ảnh hết. Nhìn thấy như vậy đau lòng lắm anh à. Tôi nghĩ Phụng nên thông cảm cho Đặng một chút. Phụng cũng biết tính của Đặng quá mà. Từ xưa tới giờ rất là kiêu hãnh. Bây giờ lại xảy ra tai nạn như vậy, lòng kiêu hãnh đó đã bị tổn thương quá nhiều. Tôi nghĩ một thời gian nữa cậu ta sẽ hết thôi. Có thời gian tôi sẽ ghé thăm ổng. Thôi, anh không cần phải ghé đâu. Bởi vì lần trước anh ghé, anh cũng đâu có muốn gặp mặt anh Minh đâu. Thậm chí anh còn đuổi anh Minh nữa. Bởi vậy anh cũng thông cảm cho tâm trạng của anh trong lúc này. Tất cả mọi việc ở công ty á, một mình anh cán đáng lo hết. Cho nên anh không cần phải tới thăm đâu anh Minh à. Được rồi Phụng à, dù gì cũng là bạn bè với nhau. Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ ghé thăm ổng và sẽ khuyên ổng cho Phụng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Trong lúc này, nếu như mà không có anh ở bên cạnh thì Phụng cũng không biết làm sao, không biết dựa vào ai nữa. Ba ơi, ba, con vô cho ba. Ba, con xin lỗi đã tự ý vô phòng của ba. Con ơi, bữa nay là sẽ có bác sĩ Mai đến để tập cho con nha. Con phải hợp tác tốt với bác sĩ thì mình mới mau hết bệnh nha con nha. Dạ con chào chú. Ra ngoài đi, mọi người ra ngoài. Không có được Đặng. Nghe má nói nè, con phải bình tĩnh. Để cho, nè, con phải bình tĩnh nha. Để cho bác sĩ trị bệnh cho con chứ, tập cho con nghe. Đáng lên, không sao đâu. Con đứng ra ngoài.
Đi ra ngoài nghe chưa? Đi ra ngoài. Sao vậy con? Tôi không cần ai thương hại tôi hết. Đi ra ngoài. Tôi không cần. Đi ra ngoài hết. Tôi không cần ai giúp đỡ tôi hết. Đi ra ngoài hết đi. Trời ơi là trời. Thank you.